Dương Oan phải cởi áo để gặp thanh tra chính phủ. Tin từ Hà Nội, một phụ nữ khiếu kiện đất đai đã bị buộc phải cởi áo của bà mặc có viết những chữ tố cáo chế độ trên đó mới được cho gặp thanh tra chính phủ. Theo tấm hình và chi tiết được Facebooker Gió Lang Thang phổ biến, người phụ nữ oan ức vì bị nhà cầm quyền cướp đoạt đất đai tài sản, chấp nhận bước chân vào cơ quan nhà nước với cái nịt ngực trên người. Tuy nhiên, bà đã bị cản lại không cho vào. Vụ việc xảy ra tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam tại quận Hà Đông ngày thứ Năm năm tháng 6 2014. Người ta không được biết tên bà là gì và các chi tiết liên quan đến vụ việc. Nhưng khi bà ta phải mặc một chiếc áo viết những lời tố cáo nhà cầm quyền như thế, chứng tỏ bà đã kiện cáo một thời gian dài mà chẳng đi đến đâu. Một Facebooker tên Diệp Ngọc bình luận, đã quá sức chịu đựng, lịch sử thế giới ghi chép không thiếu những nhà nước bị mất, chỉ vì lòng uất hận của người dân đã lên đến đỉnh điểm. Nhà nước nào không lấy dân làm gốc, nhà nước đó không thể tồn tại.